Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần có một phiên phục hồi khá mạnh mẽ sau khi tin đồn xuất hiện ca nhiễm Omicron ở thành phố Hồ Chí Minh bị bác bỏ. Dòng tiền tiếp tục có xu hướng đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, do nhóm bất động sản vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ với loạt mã tăng trần. Chốt phiên, chỉ số VN Index tăng 11,85 điểm lên 1.488,88 điểm, HNX Index tăng 3,8 điểm đạt 449,41 điểm, còn Upcom Index tăng 0,17 điểm lên 110,37 điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm, tổng giá trị khớp lệnh trên cả ba sàn đạt hơn 24.350 tỷ đồng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.